Xin chào mừng tất cả các anh chị em đến với cái buổi hỏi xoáy đáp xoay của chúng tôi. Xin giới thiệu với cả nhà, tôi là Trương Huy Cường, hiện là thủ lĩnh quốc tế của tập đoàn sức khỏe Sibri, là sáng lập viên của S69, trường đào tạo kinh doanh theo mạng hàng đầu thế giới, một cái tổ chức với trên 80.000 thành viên ở khắp cả nước và đang phát triển ra nước ngoài. Và hiện nay thì chúng tôi đang cùng nhau làm một cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể để cho kết nối và chia sẻ, tìm những con người có khát khao tự do, những con người thích giúp đỡ người khác để cùng nhau làm giàu tập thể. Và ngày hôm nay thì sau gần 7 năm xây dựng và phát triển tổ chức S69 thì chúng tôi kết quả là chân lý. Ngày hôm nay đã hàng vạn, hàng trăm nghìn con người được bảo vệ và phục hồi sức khỏe, và hàng nghìn con người đã thay đổi chất lượng cuộc sống, đã có một cái cuộc sống độc lập tài chính, tự do tài chính. Và chúng tôi mong muốn là lan tỏa những cái điều tốt đẹp đến cho cộng đồng và tìm những người đồng chí hướng, những người muốn cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, những người muốn nâng cái cuộc sống của mình lên một cái tầm cao mới, cuộc sống có sức khỏe, có thời gian, có tài chính và có nhiều những cái giá trị khác nữa. Thế những anh chị em nào đang tìm hiểu về Sibri, đúng không? Chúng ta tìm hiểu về môi trường S69, chúng ta còn có câu hỏi, có băn khoăn, có rào cản gì, đúng không nào? Đấy, thì anh chị em chúng ta có thể đặt những câu hỏi. Đấy, và ở đây chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với tất cả các bạn. Rồi xin mời những ai mà đang quan tâm tìm hiểu CV, bật mic và giới thiệu bản thân. Sau đó mình đặt câu hỏi. Xin mời. Tôi, Ngô Thủy ạ. Rồi, xin mời bạn. Anh ấy, em mới tìm hiểu qua một người bạn nói về CD của mình ấy. Rồi. Thì em là một người gặp rất nhiều vấn đề về thuốc ấy ạ. Rồi. Em dị ứng với tất cả các loại thuốc mà kháng sinh hoặc là chữa luôn cả cái thuốc dị ứng ấy. Rồi. Em muốn tìm hiểu về cái môi trường bên CBD về thuốc của mình ấy. Anh có thể bật bật camera được không? Dạ vâng, để em tìm ạ. Ừ. Tại vì nhìn mắt nhìn không rõ lắm nên là thấy chưa rồi. Anh? Đấy rồi ạ. Vâng vâng. Dạ vâng vâng. Đấy, nhìn giao tiếp này nghe giọng thì rất là trẻ nhỉ. Và năm nay bao nhiêu tuổi rồi, xin lỗi? Em năm nay 38 ạ. 38 đúng không? Em năm 83. Dạ vâng. À, tên là gì em? Em là Ngô Thị Thủy ạ. Ngô Thị Thủy đúng không? Ok. Vâng. À, bạn bị lâu chưa? Em bị đến bây giờ là 9 tháng, nó ảnh hưởng gần như là mắt em bây giờ vẫn rất là mờ đấy. Ừ. Vâng. Ừ. Thế thì bạn đã dùng các loại thuốc Tây rồi hả? Thuốc Tây bây giờ gần như là em không dùng được. Thì em bị dị ứng hết, dương tính hết với tất cả các loại thuốc. Thì bạn em giới thiệu bảo là cứ đi vào đây tìm hiểu xem, để các anh tư vấn các thứ xem là bạn có dùng được không. Ừ. Dạ vâng. Cho cơ thể mình một cái cơ hội. Thứ nhất là cái dạ, vâng. Sản phẩm này. Đúng rồi ạ. Cái sản phẩm này thì trong 25 năm đã hàng triệu người trên thế giới đã được sử dụng rồi. Đấy, dạ, và vâng. bản thân Cường ngày xưa chức năng gan rất kém. Đấy, thế cho nên là mặt này, nhiều mụn và rỗ rất là sâu. Đấy. Dạ vâng. Và từ cái ngày sử dụng Sibri từ mùng 1 tháng 8 2014 cho đến bây giờ ấy, mình dùng những cái sản phẩm liên quan đến thải độc này, nâng cao hệ miễn dịch này. Đấy, dạ, vâng. Rồi tăng cường chức năng gan này. Đấy, và các cái cơ quan chức năng khác của cơ thể như là não, tim mạch vân vân. Đấy, thế dạ, thì vâng. Càng ngày ấy là da mụn thì nó bay một ngày đẹp trời là nó không còn thấy mụn nữa. Đấy, và cái da thì ngày xưa rỗ rất sâu và bây giờ nó cứ đầy dần, nó đầy dần. Đấy, và cơ thể rất là khỏe mạnh. Thế thì dạ, vâng. Cho cơ thể mình một cơ hội thôi. Vâng. Và Cường có niềm tin là chắc chắn nếu mà mình hiểu biết về nó này, sử dụng đúng đủ đều. Đấy, thì vâng. Chắc chắn là nền tảng sức khỏe của mình nó sẽ được nâng lên. Đấy, và dạ, vâng. Tự cơ thể nó sẽ giải quyết vấn đề cho nó, nhưng cần phải cho nó thời gian, đúng không? Bởi vì vâng vấn đề của mỗi người là khác nhau. Đấy, có những người thì 6 tháng, 9 tháng, 1 năm rưỡi thì về cơ bản nó cải thiện một cách đáng kể. Thế thì hãy cho cơ thể mình một cái cơ hội và cho thời gian để giúp nó nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và nó phục hồi dần dần bạn nhé. Dạ vâng. À,
Thế còn Em dùng cảm cái ơn gì anh ạ. thì em cứ hỏi người bạn của mình ấy, thì bạn ấy sẽ biết, bạn ấy sẽ hiểu rất rõ. Ví dụ như thải độc thì dùng thế nào, nâng cao hệ miễn dịch, dùng những cái gì, tăng cường chức năng gan như thế nào là bạn ấy biết hết nhá. Dạ vâng. Em cảm ơn anh ạ. Ok, chúc mừng em, biết đến đây là một cái niềm may mắn rồi. Dạ vâng. Rồi, chào bạn Thủy. Xin mời anh chị em khác. À, xin mời các bạn nào, ai có câu hỏi gì có thể bật mic. Vâng, Hồng Ngọc hả? Dạ. Ừ, Ngọc nói đi. Em xin chào anh Trung Hay Cường và chào tất cả mọi người trong Zoom. Anh Cường ơi, em có mời chị bạn của em á, chị ấy tên Sen. Dạ, Xin mời. anh mời chị ấy, mở mic cho chị ấy đặt câu hỏi giúp em á. À, xin mời bạn xem. À, rồi dạ em chào anh, chào mọi người đang có ở trong Zoom. Rồi, chào Dạ, bạn. em là bạn của Ngọc. Em có ý định là muốn tìm hiểu cái môi trường làm việc của Sapri Rồi. á. Dạ thì Ngọc có chia sẻ là trong buổi gặp hôm nay thì có thể gặp anh Ừ. để định hướng xem là cái môi trường làm việc này thì nó có tốt hơn những môi trường trước mà em đang làm việc hay không. Rồi. Dạ. À, Hiện tại thì dạ em em chào có thể anh chia sẻ cái môi trường làm việc trước của em như thế nào không ạ? ạ. Em thì đang làm giáo viên, Rồi. em cũng đang làm huấn luyện viên yoga cho nên là em cũng có suy nghĩ về cái việc là dùng một số thực phẩm chức năng cho em cũng như học viên. Thì trên thị trường bây giờ thì có nhiều nhiều dòng sản phẩm mà em thấy nhiều người đang giới thiệu như là Hoop Life hay là Nu Skin vân vân. Còn còn về làm việc hệ thống thì em cũng từng làm qua các hệ thống trước đây như là Amway, Nu Skin, Relem. Em làm bao lâu? Dạ em làm cũng lâu, từ thời sinh viên tới giờ nên là cũng làm qua nhiều môi trường, với lại cũng làm một vài môi trường bên các công ty bảo hiểm làm thêm để tăng thu nhập. Dạ thì gần đây thì em thấy cái xu hướng của Safari cũng 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 tốt về sản phẩm cũng như là cái môi trường làm việc và cái hệ thống đang phát triển rất là tốt. Thì Rồi. em nghĩ là tìm hiểu thì Ngọc nói là hôm nay có buổi của anh thì nghe anh chia sẻ luôn. Dạ cảm ơn anh. Rồi, nhất trí. Điều đầu tiên là công ty Siri đã. Đây có thể nói đây là một cái cơ hội kinh doanh tốt hiếm hoi. Thế thì Siri có điều gì đặc biệt mà mình cần quan tâm? Cái thứ nhất là mục tiêu kinh doanh tối thượng của Siri ấy. Đấy là kinh doanh vì cộng đồng. Đấy. Điều thể hiện đầu tiên là cái giá sản phẩm, chất lượng hiệu quả đương nhiên miễn bằng, tin là cấp độ trải nghiệm, nhưng giá thì người nghèo người trung bình dùng được, người khá người giàu đương nhiên. Đấy là cái sự khác biệt đầu tiên, và đó chính là lý do tại sao mà cái người tiêu dùng ở CV họ tái tiêu dùng lặp đi lặp lại và rất nhiều người có thể sử dụng được. Cái thứ hai là cái cách để bắt đầu kinh doanh với CV ấy. Đấy, và trong quá trình kinh doanh nó tiền nó không phải là vấn đề. Bởi vì là cái doanh số áp dụng một tháng ấy chỉ khoảng 2 triệu 6 cho một cá nhân. Thế thì với 2 triệu 6 mà sản phẩm rất tốt mà nhu cầu thì lớn, đúng nào, mà giá hợp lý, nên ai mà không 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 bán được cho mình hoặc là cho khách hàng 2 triệu 6 thì cũng không bao giờ làm kinh doanh được. Và ngày hôm nay thì CV đang phát triển như vũ bão. Trong vòng 2 tháng qua là có gần 24.000 người mở thẻ thành viên trong 2 tháng. Đấy, để bạn bạn thấy được cái tốc độ phát triển. Thế còn về môi trường S69, thế thì để thành công được cần phải phát triển cá nhân và phát triển kinh doanh, đúng không nào? Để phát triển kinh doanh ấy thì vào đây có 69, có nghĩa là gì? Giúp cho mình có tư duy của một nhà kinh doanh theo mạng, tư duy của một người xây dựng hệ thống thông qua 6 bước đi và 9 bài học. Đấy. Và khi vào đây là mình nắm được ngay trong cái kiến thức phát triển kinh doanh đấy, nó rất đơn giản. Chỉ cần học thôi, rồi sau đó hướng dẫn người khác. Thế còn phát triển cá nhân thì S69 đào tạo con người phát triển toàn diện, phát triển từ gốc rễ, đạo đức, trí tuệ và nghị lực, tập trung rất sâu về phát triển con người.
rồi phát triển để tìm ra mỗi một con người tìm ra điểm mạnh của mình có điểm mạnh gì, có xu hướng tính cách gì, rồi sau đó phát triển những cái kỹ năng rất quan trọng để thành công của một con người, đúng không nào? Và vào hệ thống này tất cả có những cái chương trình mục đích để đào tạo trở thành thầy cô giáo và thủ lĩnh truyền cảm hứng để thắp sáng ước mơ cho những con người tin đi cùng với mình đấy, và học phương pháp dẫn dắt mọi người vượt qua các cái rào cản để đạt được ước mơ. Thế còn vào đây thì có các chương trình đào tạo online, offline. Đấy, hiện nay thì S69 mùa dịch như này thì áp dụng 100% online. Thế còn bình thường thì sẽ khoảng 95% online và 5% offline. Đấy là chia sẻ một chút với bạn như vậy. Thế còn để bạn biết về cái sự thay đổi, cái môi trường này thay đổi như thế nào, con người ta vào môi trường này thay đổi như thế nào, thì kết quả là chân lý, thì ở đây Cường cũng mời một bạn cũng đã từng làm một vài công ty cũng giống như bạn. Đấy, như ngày hôm nay bạn ấy thay đổi như nào? Xin mời Hoàng Trà My ở Hải Phòng sau một cái quá trình. Đấy, vào S69 bao lâu rồi? Đấy, trước kia làm gì và bây giờ thay đổi như thế nào? Để bạn ấy có thể chia sẻ với bạn một chút. Xin mời Hoàng Trà My. Em xin chào thủ lĩnh quốc tế và cùng với tất cả các anh chị ở trong Zoom. Phải nói là em vô cùng hạnh phúc từng giây từng phút khi mà em biết đến S69, em kết nối được với lại thủ lĩnh quốc tế là Trương Huy Cường và Trần Thị Kim Dung. Cứ nói đến thôi là em ngập tràn trong hạnh phúc mọi người ạ. Vì là em đã trăn trở và yêu cái ngành này rất là lâu rồi. Em nghỉ việc ở ngân hàng em từ năm 2017 và đến tháng 4 vừa rồi là em tròn 4 năm. Và đến tháng cuối năm của 2020 là em tìm hiểu đến Siberia và em tìm được, tự em đi tìm bố mẹ đẻ cho mình. Và em chọn cái môi trường để cho em, vì em biết sức mạnh của tình yêu thương. Sức mạnh của tình yêu thương. Và em biết là em cần những gì, em đang thiếu những gì. Và khi em nghe tất cả những cái bài đào tạo của thủ lĩnh thì em biết đây chính là nơi em thuộc về. Và từ ngày em thuộc về, như cá về với biển ấy ạ, thì thủ lĩnh cho em một tư duy rất là lớn, tư duy rất là mạnh và hiểu định khung được cái nghề này nó cần những cái gì. Trước giờ chúng ta chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng ở trên sân khấu của các công ty khác và chúng ta không phải là người đi sâu, mà chúng ta chỉ biết rằng là thấy họ làm được và mình cũng có thể làm được. Nhưng thực ra chúng ta không hiểu là mình là doanh nhân, thì chúng ta đặt vị trí mình là doanh nhân thì chúng ta được những cái gì, chúng ta bị mất mát những gì, và chúng ta thở được thì đồng đội của chúng ta mới thở được. Thì đấy chính là luật chơi của công ty. Và luật chơi của công ty nó cũng quyết định sự thành công của chúng ta rất là nhiều. Ngoài ra, ngoài luật chơi rồi, nhưng mà chúng ta lại giúp cho đồng đội của mình có sống trong một môi trường. Môi trường phải nói rằng mọi người ở đây phải thực sự dấn thân vào ấy, thì mọi người mới thấy là điều đấy là mình có phúc đức và nhân duyên đủ lớn. Vì em cũng lay lắt ở ngoài rồi và em cũng có rất nhiều nỗi đau của cái nghề này. Vì nghề này của chúng ta là về con người, tâm truyền tâm. Nhưng mà có những nơi nó không được tình yêu thương như thế này. Người ta ra đi không phải vì sản phẩm không tốt. Họ ra đi là vì cái một đâu đó, một vài cái chỗ nào đó tình yêu thương không đủ lớn và họ cảm thấy là không thể ở đây được. Và chính vì vậy tại sao ở trong Siri lại rất nhiều doanh nhân họ lại ở đây. Có những người người ta không phải vì tiền để họ ở đây đâu mọi người ạ. Nhưng mà họ thấy rằng là quá nhiều giá trị, con người thay đổi, hạnh phúc từng giây từng phút. Chính vì vậy họ chọn môi trường để họ cống hiến, chứ không phải là làm việc vì tiền nữa đâu mọi người. Cho nên là nếu như thực sự mà hôm nay mình đã có một cái nhân duyên biết đến Siberia, biết đến S69 rồi, thì hãy dấn thân nghiêm túc tìm hiểu. Giống như trước kia em gặp thủ lĩnh F thì em cũng đã ở nhà em cày nát YouTube rồi để em nghe, thực ra là để mình hiểu, mình nghe đâu mình thấm như đấy, mình biết là ở đây nó chỉ vấn đề là còn là thời gian để mình thành công rồi. Còn đâu là đã có bản đồ, đã có công thức, đã có quy trình rồi. Đấy là tất cả những cái chìa khóa để giúp cho tất cả những ai mà đam mê cái ngành này về đây để cùng nhau hội tụ lại, để cùng làm giàu tập thể. Và em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Em cảm ơn thủ lĩnh. Cảm ơn tư vấn viên trưởng Hoàng Trà My. Đấy là một cái câu chuyện mà một người cũng khá là tương đồng với bạn Sen, đúng không? Thế không, sau khi nghe một chút xíu như vậy thì bạn Sen cảm nhận thế nào? Dạ em cảm ơn các anh chị. Thực ra thì em cũng đang đang tìm hiểu những cái môi trường hiện đại bây giờ về bên công nghệ số.
Tuy nhiên thì em vẫn thấy là em có một cái đội nhóm và họ cần một cái môi trường làm việc gì đó nó easy hơn tí, nó dễ hơn tí. Thì cái việc mà tiếp cận với một cái sản phẩm đang nổi lên như bây giờ như Savory á, thì em thấy là có thể dẫn họ vào và làm việc dễ hơn so với lại là làm việc trong cái môi trường công nghệ số mà họ chưa quen. Dạ, thì em nghĩ là nếu như mà tìm hiểu thì em sẽ liên hệ với Ngọc để hiểu hơn về những cái chính sách cũng như là những cái công thức của thành công của đội nhóm. Tuy nhiên thì em nghĩ là hôm nay cũng may mắn gặp được anh. Thì qua cái profile của Ngọc thì em nghĩ là với cái tầm của anh, gặp anh ngày hôm nay thì cũng rất là may mắn, vì lần đầu tiên em nói chuyện với một người về làm về Savory là anh. Còn thì cũng nhiều bạn bè đây cũng mời em á, cũng nhiều bạn bè các anh các chị cũng mời, tuy nhiên em chưa có nói chuyện với ai về Savory, chắc anh là người đầu tiên. Bên cạnh Ngọc, em có mua sản phẩm từ Ngọc á, thì có buổi nói chuyện đầu tiên là với anh, thì em cũng hy vọng là sau khi em tìm hiểu và thấy thỏa đáng thì em sẽ có thể được làm việc cùng với lại các anh chị. Ok, rồi có gì thì kết nối với bạn Ngọc. Đấy, còn đối với bản thân Cường mà nói thì đây là một cái cơ hội tốt hiếm hoi trong cuộc đời này để mình có thể hiện thực hóa mọi ước mơ đấy, trong cuộc sống của mình, để mình có thể đạt được những cái giá trị tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Và cái mục đích thực sự của S69 mà đào tạo cho các thành viên của mình ấy, cho các tư vấn viên, đấy là giúp con người ta sống hạnh phúc và thành công viên mãn, đúng không? Đấy, sống trong sự bình an, an lạc và thực sự hạnh phúc. Thì vào môi trường này bạn sẽ học tập và cảm nhận dần dần. Đấy, chúc cho bạn mọi điều tốt lành. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Ok, dạ. Cảm ơn Sen. Xin mời các anh chị em khác. Tôi nghe cho em xin giới thiệu anh Cường với ạ. Hôm nay em có anh Cường mới nghe hôm buổi chia sẻ sáng nay hôm đầu tiên, thì giờ có buổi chia sẻ của thủ lĩnh, thì em muốn cho anh Cường bật nick để được hỏi anh Cường một chút ạ. Rồi, xin mời anh Cường. Xin mời anh Cường, bạn của Nguyễn Thị Vân, bật micro. Vân hướng dẫn anh Cường bật mic nhá. Vâng ạ. Xin mời anh chị em khác, trong khi anh Cường lúc nào bật được mic thì bật mic. Xin mời anh chị em khác. Tôi Trân Trần. Ok, xin mời Trinh Trần. Dạ, xin chào thủ lĩnh quốc tế, xin chào tất cả các anh chị em có mặt trong ngày hôm nay. Phải nói là thực sự chúc mừng những anh chị em nào là tư vấn viên mới ngày hôm nay được nghe cái cơ hội về kinh doanh với Savory. Em xin tự giới thiệu, em là Trinh Trần. Em đã vào Savory cách đây một tháng. Em cũng là thành viên hoàn toàn mới. Và hiện tại bây giờ thì em đang là chủ doanh nghiệp bên kinh doanh truyền thống. Và ngày hôm nay em muốn chia sẻ một chút xíu cái cảm nhận của em để giúp cho những anh chị em nào đang đi tìm cho mình một cái cơ hội thì xem thử là tại Savory này có phải là cái cơ hội mà mình thật sự nghiêm túc, mình tìm hiểu trong vòng 72 giờ hoặc là một tuần lễ và sau đó mình đưa ra cho mình một cái quyết định yes hay no thôi ạ, để không phải mất thời gian của mình. Và lý do tại sao mà ngày hôm nay em lại bước vào trong Savory, em bắt đầu khởi nghiệp, trong khi đó thì em cũng đã có một vài cái thành tựu trong kinh doanh truyền thống của mình. Và thực tế thì em đã biết Savory cách đây 3 năm về trước. Lúc đó thì em đã là một người rất là đam mê về cái lĩnh vực kinh doanh này. Em đã biết nó cách đây là gần 2 thập kỷ, nghĩa là từ những cái năm 2005-2006 thì em đã biết về cái ngành kinh doanh này. Và em đi tìm mãi, nhưng mà giống như là chị Sen cũng có chia sẻ đó ạ. Mình làm rất là nhiều cái công ty, mình tìm hiểu rất nhiều công ty, và tại sao thì mình chưa thành công, thì em tin chắc chắn rằng không phải là mình không nỗ lực, mình không cố gắng, đúng không ạ, mà có thể rằng cái phương tiện đó nó chưa có đúng cái nơi mà giúp cho mình tỏa sáng, giúp cho mình có được những cái kết quả. Và em cứ tìm mãi và em không thấy, đến năm 2017 thì em mới phát hiện ra Savory.
thì em cũng không được ai giới thiệu cả, tình cờ lên trên mạng và lúc đó thì mày mò và biết về hai cái video của tập đoàn. Và em thật sự ấn tượng với tập đoàn về cái vùng nguyên liệu, sản phẩm, về chăm sóc sức khỏe. Và thứ hai nữa đó chính là em rất là tin tưởng vào cái nền tảng về công nghệ sản xuất của tập đoàn. Và sau đó thì cái thời điểm đó em bắt đầu thì em rất là khó khăn. Thực sự là em rất là khó khăn. Và mới bắt đầu với Siberia thì em lại có cái cơ hội trong kinh doanh truyền thống mà em đang theo đuổi. Chính vì thế mà em mới tạm gác lại Siberia và em nghĩ rằng là mình cần phải tập trung trong cái kinh doanh truyền thống của mình để mà mình có được, mình xây dựng cho mình về cái nền tảng về, về cái sự nghiệp của mình. Và trong cái suốt thời gian mà em làm việc, trong 3 năm em bắt đầu xây dựng doanh nghiệp riêng của mình thì em thật sự là làm gọi là dấn thân và chính vì nhờ mình sự dấn thân và mình cũng có một cái sự lựa chọn đúng nên là mình cũng có một chút xíu cái kết quả trong cái kinh doanh truyền thống. Nhưng mà vẫn đâu đấy thì mình vẫn nhìn thấy được mình có tiền, mình có được cái vật chất nhưng mà cái tâm của mình không có an. Và thực sự ra thì cái giá trị mà mình trao ra cho người khác nó không có nhiều, bởi vì thực sự ra em cũng giúp cho rất là nhiều gia đình có sức khỏe. Tuy nhiên thì để mà giúp được cho mọi người có được một cái gọi là một cái cơ hội để người ta phát triển và thay đổi được cuộc sống giống như mình thì rất là hiếm bên ngoài kia, bởi vì kinh doanh truyền thống thực sự là rất là khốc liệt luôn ạ. Rất là khốc liệt và không phải ai cũng làm được điều đó. Và nếu như á, mà một cái người bình thường mà người ta có khát khao và để người ta thành công trong kinh doanh thì em nghĩ rằng trong chính cái môi trường Siberia nó mới là nơi có thể giúp được cho mọi người. Chính vì vậy mà em quyết định trở lại đây và mong muốn là sẽ giúp được cho rất là nhiều người đi đồng hành cùng với em để họ có được cái cơ hội để mà thay đổi được cuộc đời của họ tại cái môi trường Siberia. Và em xin hết ạ, một vài lời chia sẻ ngắn gọn để mà giúp cho những anh chị em nào mới tham gia tìm hiểu thì có thể tìm hiểu một cách nghiêm túc ạ. Ơn Trinh Trần. Trong vòng có 6 ngày đầu tháng đúng không, đã trở thành tư vấn viên cấp 5 đấy. Rất là xuất sắc. Và tháng này Cường tin là với một cái sự nhận thức đúng đắn cũng như là sự đam mê của bạn Trinh thì tháng này đội ngũ của bạn Trinh sẽ phát triển mạnh mẽ bằng cách giúp đỡ được rất nhiều người. Cảm ơn bạn Trinh. Rồi xin mời anh chị em, ai có câu hỏi gì chúng ta bật micro. Chào anh và chào mọi người, em cũng có một câu hỏi. Em mới vào bên CBD của mình, em có một câu hỏi đó là hiện tại em đang muốn xây dựng đôi nhóm và đang muốn em đang muốn xây dựng đôi nhóm thì phát triển, thì anh có thể tư vấn cho em một vài câu đó là làm sao để em bắt đầu xây dựng đôi nhóm là thật hiệu quả và tốt không? Bạn Đạt là em là bên anh Luân. Mình nhớ không nhầm là hình như là bạn Đạt làm nhà báo hay gì đó nhỉ? Không, em làm marketing. Cái buổi này thì thực chất ấy là buổi dành cho những bạn đang tìm hiểu để trở thành tư vấn viên. Đấy. Thì tuy nhiên thì để bạn có hỏi thì mình cũng trả lời bạn một cách ngắn gọn. Bây giờ mình muốn xây dựng được một đội nhóm vô địch thì bản thân mình đầu tiên phải là một nhà vô địch. Mình muốn xây dựng được một đội mạnh, mình cần phải là người mạnh. Mình muốn xây dựng được một đội, có thể nói dùng một từ đơn giản là cái lòng nhiệt huyết của mình nó phải đủ lớn. Bởi vì người ta chỉ đi cùng với những người nhiệt huyết thôi. Những người nhiệt huyết và đam mê, đúng không? Thế thì sẽ có những người thì có thể có nhiệt huyết ngay được, nhưng có những người cần phải có một thời gian xây dựng niềm tin đủ lớn thì mới có nhiệt huyết. Đấy. Và khi nào bạn có nhiệt huyết và đam mê say mê trong công việc này, tự khắc sẽ có những con người đi cùng với bạn. Và khi đó và bạn truyền cái ngọn lửa đam mê và truyền nhiệt huyết đó, truyền niềm tin đó cho những người đi cùng với mình, bạn sẽ có một đội nhóm vô địch. Đấy, thế thì nó cần một hành trình, chứ nó không đẳng cấp và sức mạnh không thể đến được tức thì. Nhưng nếu bạn ở bên ngoài, bạn đã có một cái nền tảng tốt, đúng không? Bạn đã có ảnh hưởng với những người khác, ví dụ như vậy. Đấy, và bạn có thể tập hợp và những người đồng hành cùng với mình rất nhanh thì bạn có thể có một đội nhóm nhanh. Nhưng cái đội nhóm đấy để trở nên vô địch được hay không ấy, nó phải xuất phát từ chính mình. Và đội nhóm của bạn thì nó phải bắt đầu từ bạn. Đúng không nào? Đấy, và hãy vào ở trong S69 để học. Hãy học hành một cách nghiêm túc. Bởi vì kỹ năng tự học là kỹ năng vua. S69 là một cái trường huấn luyện đào tạo về kinh doanh theo mạng. Định vị là một cái trường đào tạo kinh doanh theo mạng hàng đầu thế giới. Thế cho nên là cái năng lực tự học và tự rèn luyện đòi hỏi rất là cao. Và đây mình cần phải học phát triển cá nhân. Đấy, và phát triển kinh doanh, mình nắm được, mình hiểu được thực sự network marketing nó là cái gì, đúng không nào? Mình biết được cái đích cuối cùng trong cái nghề này mình trở thành ai,
để mình rèn luyện, để mình có những cái tư duy, có những cái kỹ năng của cái con người đó và sau đó mình truyền cho người khác. Thì đấy là một chút chia sẻ với bạn Đạt như vậy. Vâng, em cảm ơn anh. À, không biết là câu trả lời của anh có giúp em được chút gì không? Dạ, câu hỏi của em của anh chắc chắn là sẽ giúp em rất nhiều trong thời gian tới, vì trong thời gian em đang phát triển và đang có và đang bị nói chung là cũng đang định hướng một cái mới, thì em đang muốn một vài câu tư vấn của anh. Vì khi mà anh tư vấn thì em rất là cảm ơn cái điều đó, vì cái câu tư vấn đó nó có thể giúp em rất là nhiều. Vì muốn có một đội nhóm tuyệt vời thì việc đầu tiên đó là chúng ta phải tuyệt vời đó. Yes. Và em sẽ cố gắng, em sẽ thay đổi và phát triển một cách tốt hơn. Ok, rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn Đạt. Thế còn trong cái quá trình chúng ta còn đồng hành thì còn còn nhiều trong những cái buổi coaching đúng không? Những cái buổi huấn luyện đào tạo, thì trong cái quá trình mình làm việc mình gặp rào cản gì ở đâu? Thì lúc đấy mình lại đặt câu hỏi tiếp. Rồi, cảm ơn bạn Đạt. Xin mời anh chị em khác. Thế mời các tư vấn viên giới thiệu những cái người bạn của mình, đúng không? Những người bạn của mình họ đang tìm hiểu về Sibri. Xin mời. Đội Trần Thế Tân nào. Dạ em đang có một bạn nhưng mà để em gọi cho bạn hỏi. Bạn đã tiêm không? Ok. Anh Tuấn Quảng Nam dạo này phát triển đâu anh Tuấn? Anh Tuấn Vân Minh. Như anh Cường là chỗ Quảng Nam Tam Kỳ đây thì cũng còn đang tiếp tục chứ chưa khởi sắc được nhiều. Vâng. Anh em đang tiếp tục đẩy mạnh ạ. Dạ vâng. Ok. Cảm ơn. Mọi thứ đến từ mình anh ạ. Khởi sắc hay không? Mình là người máu lửa, đúng không? À. Rồi, cảm ơn anh Tuấn. Đội Kiên Trung còn ai không em? Em thì có một chị nhưng mà chị ok rồi ạ. Còn đồng đội em chưa thấy bạn nào báo lại. Rồi, cảm ơn Kiên Trung. Vâng, cảm ơn ạ. Dạ vâng. Thank you. Rồi chị Vũ Ánh Dương Bắc Giang. Xin chào tổ lĩnh ạ. Đội chị có bạn một bạn ở Quảng Ninh nhưng mà bạn ấy đang có chút việc, bạn ấy chưa vào được. Ok, cảm ơn chị Dương. Xin mời anh chị em ai có câu hỏi gì chúng ta có thể, trong khi các bạn mà những cái bạn mà chưa đang tìm hiểu ấy mà chưa hỏi, thì những tư vấn viên mới tranh thủ bây giờ 11 giờ 8 phút đúng không? Chúng ta sẽ nói chuyện đến 11 giờ 20 phút. Các bạn tư vấn viên mới ai có câu hỏi gì các bạn có thể hỏi. Cường có thể chia sẻ với các bạn. Xin mời. Thủ lĩnh xin phép thủ lĩnh cho mời bạn Tuyết Trần ở trên Zoom, có bạn có trên Zoom không nhỉ, chia sẻ với giao lưu với thủ lĩnh một chút. Xin mời bạn Tuyết Trần. Tuyết chia sẻ với thủ lĩnh nhé. Chưa thấy bạn Tuyết Trần đâu. Xin mời anh chị em khác. Đây, có tư vấn viên nào muốn thay đổi cuộc đời không? Muốn có ô tô không? Đấy. Muốn có
dòng tiền muốn có tự do không, rồi vân vân. À, chúng ta có thể đặt những câu hỏi. Xin mời. À. No ads, no gain. Thủ lĩnh ơi, cho em hỏi hộ tư vấn viên có được không, thủ lĩnh? Vâng. Trong quá trình mà em làm việc với các bạn tư vấn viên mới thì các bạn có đặt cho em cái gọi là không hẳn phải là câu hỏi, và các bạn nói với em thế này, tớ biết là sản phẩm tốt này, cơ hội tốt này, dùng sản phẩm rất là ok rồi, thế nhưng mà tớ không vượt qua nổi được chính cái bản thân của tớ, tại vì họ đơn thuần sau khi học xong thì họ chỉ có đi làm công nhân không thôi. Đó. Thì cái tâm tư nguyện vọng, cái tâm tư của họ như thế thì em không biết gỡ nó như thế nào, thủ lĩnh ạ. Ừ. Thủ lĩnh giúp em. Rồi, cảm ơn Nguyễn Dung. Không vượt qua được bản thân thì thôi, cứ chấp nhận cuộc sống như thế thôi. Ừ. Chẳng ai có thể giúp được một cái người mà không muốn thay đổi, đúng không? Mình không thể giúp một ai đó thức giấc được khi người ta không muốn thức giấc, không có cách nào cả. Tức là cái giữa muốn về mặt ý thức và ở sâu thẳm ở bên trong là hoàn toàn khác nhau. Bạn có muốn giàu không? Có. Thế thì có dấn thân vào con đường làm giàu không? Không. Thế chịu. Chả cách nào có thể giúp được cả. Thế thôi. Cho nên là sao? Câu thần chú là gì? Người tiếp theo. Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ được những người mà muốn giúp đỡ thôi. Chúng ta chỉ có thể huấn luyện được những người muốn trở nên giàu có khi bên trong họ khát khao trở nên giàu có. Chúng ta chỉ giúp được những con người người ta muốn để trở nên tự do khi bên trong người ta thực sự có khát khao tự do, đúng không nào? Thế còn mình không thể giúp được một cái người mà bên trong họ không có. À. Đấy, chịu, đúng nha. À. Đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chịu. Đức Phật nói là gì? Chúng sinh thì vô minh, chúng sinh vô biên. Tức là sao? Chúng sinh thì thiếu hiểu biết và chúng sinh thì rất đông. Đấy, thế cho nên là chỉ giúp được những người đủ duyên thôi. Và những người mà thực sự bên trong có mong muốn thay đổi. Cảm ơn Dung. Rồi, xin mời anh chị em khác. Alo. Em. Rồi. Alo. Chào bạn. Alo. Không Ngọc à? Không Ngọc à? Dạ, dạ em anh chị ơi. Ngọc nói đi. Dạ, anh ơi cho em hỏi là hiện tại á, em mới vừa tuyển dụng được một bạn là dược sĩ ở Quảng Ninh. Thì bạn á, chỉ mới dùng sản phẩm được một tháng. Thì bây giờ bạn nó rất là thích về, bạn nó là yêu sản phẩm Siberi. Thì tối qua em cũng có nói chuyện với bạn về mà chủ tịch mà hôm trước trong S9 Dream Team á, em được nghe thủ lĩnh Khánh Ngọc kể. Thì khi mà em kể về bà, bạn ấy khóc luôn, vỡ hòa rất là, và bạn ấy khóc luôn. Bạn ấy, chị ơi em không thể tưởng tượng được, khi mà em xem cái clip cùng thảo dược của chị á, em đã khóc rồi. Bây giờ em nghe chị nói về bà chủ tịch, một người quá vĩ đại như vậy á, bây giờ em không chịu được, tức là bạn ấy rất là xúc động. Thì bạn nó mới nói với em á, là bây giờ bạn nó làm muốn làm Siberi, nhưng mà hiện tại á, là bạn ấy là đang bán thuốc tây cho chị gái của mình. Rồi bà mà em nói là cái ngành thuốc tây này em bán á, nhưng mà em rất là buồn, tại vì á, thuốc tây á, là như có hại á, em không muốn làm cái ngành mà có hại đến mọi người, nhưng mà vì công việc đó cho nên em phải làm. Bây giờ em muốn chuyên tâm làm Siberi thì em không biết là phải làm như thế nào. À, bỏ bán thuốc tây cho chị gái thì không được, mà làm Siberi thì nếu phải thì cần phải học, mà em ấy bây giờ không có thời gian để học luôn, thì em không biết là em nên làm như thế nào. Thì em có tư vấn cho em nói, em nói là bây giờ em phải xem là cái gì là quan trọng nhất với em. Em phải xác định là hai công việc là cái gì là quan trọng với em. Thì bạn ấy nói là bạn ấy vẫn yêu Siberi, nhưng mà bây giờ không biết phải làm như thế nào để buông bỏ công việc bán thuốc tây kia. Thì em cũng chưa có biết là khuyên em như thế nào, thì anh hướng dẫn cho em để mà em có thể chia sẻ với
em đã được không anh? Bạn ấy bán thuốc tây một ngày bao nhiêu thời gian em? Dạ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối em. Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Dạ. Ok. Đấy, em bảo bạn ấy là bây giờ trong cái thời gian bán hàng đấy có phải lúc nào cũng bán không? Em á anh, buổi trưa và buổi tối là thường mình học Zoom là buổi tối, nhưng mà vào buổi tối là em bán rất là đông khách. Thì đến 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mà, thì thứ nhất là trong khoảng thời gian đó thực sự bạn nên làm bao nhiêu thời gian, đúng không nào? Yeah. Đấy. Cái thứ hai là từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng còn 3 tiếng, đúng không? Từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm còn 4 tiếng. Nếu như có khát khao đủ lớn, muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do, có phải không nào? À, nếu có khát vọng đủ lớn, có thể nếu lúc này vì miếng cơm manh áo, vì sự tồn tại vẫn phải làm cái công việc bán hàng cho chị, đúng không nào? Đấy, để có tiền sống đã. Đấy, nhưng bên cạnh đó thì những thời gian còn lại phải tranh thủ để hiện thực hóa ước mơ của mình, để học tập và để làm việc cho mình. Và đến khi nào đó mà bạn ấy có niềm tin đủ lớn và tồn tại được bằng ship lý, thì lúc đấy bạn ấy có thể tìm, bạn ấy có thể nghỉ cái công việc kia nếu như bạn ấy muộn. Em có khuyên em ấy là, tại vì em khi mà mọi người đến với em á, em không bao giờ mà em kêu mọi người là hãy đốt thuyền đi, hãy từ bỏ công việc cũ mà làm với Siberi. Tại vì thời gian đầu mình làm á sẽ chưa có thu nhập nhiều. Nên là em không bao giờ mà em kêu mọi người bỏ công việc. Nhưng mà tối em nó có nói với em là theo chị là em có nên là nghỉ bán hàng hay không, nghỉ bán thuốc tây hay không, tại vì nó là bán bạn ấy kêu là nghĩa là độc của anh, bán xem phẩm là độc cho mọi người á, là trong cái tâm bạn ấy không có muốn. Trong khi đó Big Siberi là để cứu người, nhưng mà bây giờ em không biết làm như thế nào, thì hỏi em là có nên nghỉ thuốc tây hay không, thì em không dám nói em ấy là hãy nghỉ. Dạ. Mình phải xem đầu tiên là mình muốn giúp người, mình phải hiểu người, mình phải xem con người của bạn ấy, xem năng lực của bạn ấy có thể chia sẻ kể chuyện cho người ta một tháng có được 500 điểm không, đúng không nào? Đấy. Ví dụ một tháng 500 điểm, nếu bạn ấy còn ít tiền thì bạn ấy dùng 1 triệu đi, thế là có 2 triệu, đúng không? Đấy. Một tháng có 2 triệu tiền lời thì chắc là sống thắt lưng buộc bụng chắc là sống được. Thì đấy, mình phải xem con người, đúng không? Nếu mà nhút nhát mà lại nghỉ việc thì chỉ có mặt chết toi. Nhưng nếu mà sao, nếu là cái người mà sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng học tập, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng hành động, đúng không? Hoàn một tháng có thể tạo ra được 500 điểm cho đến 1.000 điểm để có thể sống được bằng sản phẩm đó, thì hoàn toàn có thể nghỉ. Giống như ngày xưa thủ lĩnh cao cấp Phạm Ngọc Ánh ấy, lúc bắt đầu làm CV thì sau 4 ngày thì bạn ấy nghỉ việc. Sau độ 2-3 tháng thì bạn hết tiền. Lúc đấy đang gọi là loanh quanh K4 rồi, không có tiền. Và thậm chí lúc đấy là rất là nhiều mây. Tức là không biết là nên suy nghĩ có khi đi làm một cái công việc gì đó để lấy ngắn nuôi dài vân vân. Thế thì Cường có bạn anh đấy, thì bạn có một cái khát vọng tự do rất lớn. Thế Cường mới nói với Phạm Ngọc Ánh này, bây giờ cái sản phẩm CV nó tốt như thế này này, mà giá nó mềm như thế, mà em mà không bán được 500 điểm một tháng để em sống ấy, thì em chết đi cho xong, làm sao làm được kinh doanh. Và đấy, từ câu nói đấy, và bạn ấy quyết định là không có ngắn dài gì hết, và bạn bắt đầu quyết định dấn thân bên cạnh việc nào, tìm đồng đội, đúng không, bán hàng một tháng 500 điểm để bạn ấy sống đấy. Và sau 8 tháng thì bạn lên tư vấn viên trưởng có 8 triệu 7 một tháng. Đấy, và 12 tháng 30 triệu, 15 tháng 70 triệu trở lên. Và ngày hôm nay có một thủ lĩnh cao cấp Phạm Ngọc Anh, 1-2 tháng nữa thôi thì sẽ trở thành thủ lĩnh quốc gia. Đúng không? Thì đấy, câu chuyện là như vậy. Thì mình cần phải hiểu người đấy, và sức mạnh, niềm tin trong dẫn dắt của mình đến đâu. Đúng không nào? Dạ. Ok, đấy, cái việc đấy em làm việc với bạn ấy, em nhé. Rồi. Cảm ơn Hồng Ngọc. Xin mời anh chị em khác. Ai có câu hỏi gì? Xin mời. Em ạ. Thủ lĩnh Thu Hằng, cơn gió Lào lạc vào đây. Thực sự là rất là muốn nghe, bởi vì là khi mà rời không được ở trong cái lớp ngược nữa, là cũng rất là nhớ cái lời chia sẻ của thủ lĩnh ạ. Em vẫn thường nghe qua video.
Thế nhưng mà nếu mà để gặp trực tiếp là cơ hội rất là hiếm ạ. Okay. À, xin phép thủ lĩnh ạ. Em có một em đang vào tìm hiểu thì xin mong thủ lĩnh hỗ trợ em ạ. Em cũng có vừa chia sẻ và em cũng có vừa nghe OPP của buổi sáng. Thế nhưng mà cũng mong là thủ lĩnh, bạn ấy rất là mong nhận được nhiều năng lượng để quyết định đốt thuyền nhanh hơn. Mặc dù là mới tiếp cận đến CV1 đến 2 ngày nay ạ. À, xin mời Mai Hương ạ. Xin mời Mai Hương bật mic ạ. Vâng, em chào thủ lĩnh ạ. Em muốn vâng, em mới biết em giới thiệu đã, em giới thiệu về mình đã nhá. Họ tên tuổi, nơi ở, công việc hiện tại và mong muốn của em được không ạ? Rồi anh cảm ơn ạ. Okay. Em Nguyễn Thị Mai Hương ạ. Năm nay em 31 tuổi ở Hưng Yên. Và em mới biết đến Siberi và chị Hằng thì rồi. Em muốn thủ lĩnh là truyền cảm hứng để truyền thêm sức mạnh cho em để có thể tự tin và sánh bước bên chị Hằng và các anh chị ạ. Nhìn em này là em phải truyền cảm hứng cho anh, nhìn mạnh thế này, thứ nhất là tuổi trẻ đúng không, 31 tuổi đấy, bây giờ là Cường là thanh niên trung niên rồi, 45 tuổi. Ok, Mai Hương cảm nhận như thế nào về những gì mà chị Hằng chia sẻ rồi trong cái ngày sáng ngày hôm nay nghe rồi vân vân, thì cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy CBD rất thật và gần gũi với cả cuộc sống của con người chúng ta và em cảm thấy rất dồi dào năng lượng nhận được từ các anh các chị ở trong môi trường Zoom và chị Hằng ạ. À, em hãy mang cái nguồn, cái năng lượng, cái chữ thật đấy để em gieo. Em gieo đầu tiên là phải thật, là mình trở thành cái người uống sản phẩm thật đã. Đúng không? Đấy. Vâng. Mình không thể kể, mình không bao giờ hướng dẫn người khác làm cái việc mà mình không làm. Kinh doanh này nó là như thế. Đúng không? Rồi dần dần mình muốn thành công mình phải trở thành leader. Mà leader là mình phải làm được và mình hướng dẫn người khác làm được. Thế cho nên là em hãy làm cái việc đầu tiên để có cảm hứng mãnh liệt. Đấy là đưa sản phẩm vào cơ thể của mình để nó chảy trong máu, mà khi mà cắt máu này ra này có chữ Seven Wellness. Đấy, và bắt đầu làm sao? Nó đã đầy cảm hứng rồi. Sau đó em mang cái câu chuyện thật của em đi kể với người khác. Em mang cái câu chuyện về vào môi trường này em cảm nhận thật như thế nào, con người mình thay đổi như thế nào, đấy, em kể cho người khác. Đấy, và lúc đó thì năng lượng của mình càng ngày càng lớn hơn. Đấy, và khi mà vào cái môi trường này em sẽ tiếp nhận được rất nhiều những nguồn năng lượng từ các tư vấn viên, từ các thủ lĩnh khác rất nhiều. Và càng ngày mình sẽ có nhiều cảm hứng. Đấy, thế và muốn có cảm hứng ấy thì con người mình cần phải rèn luyện cho mình một cái cảm xúc tích cực này. Đấy. Hàng ngày suy nghĩ tích cực, cảm xúc tích cực thì mình sẽ hứng được những cái nguồn năng lượng tích cực. À, lúc đấy mình sẽ có cảm hứng dồi dào. Chúc cho em mọi điều tốt lành. Không biết còn câu hỏi gì không em? Vâng, em cảm ơn thủ lĩnh ạ. À, ở đây có những cái bản tuyên bố nó sẽ giúp cho em có rất nhiều cảm hứng, thì có gì chị Hằng chị sẽ hướng dẫn và chuyển giao cho em nhá. Vâng vâng, em cảm ơn ạ. À, chúc cho em mọi điều tốt lành. Vâng, cảm ơn thủ lĩnh ạ. Xin mời anh chị em khác. Ai có câu hỏi gì cho bật mic nhỉ? Nếu tư vấn viên mới không có câu hỏi thì xin mời một câu hỏi cuối cùng của tư vấn viên cũ. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ dừng cái buổi Zoom ngày hôm nay và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc khác. Cả nhà, tranh thủ hơn cao thủ. Thủ lĩnh cho em xin động lực để quyết chiến cao các bạn. Tháng này lên cao cấp à? Chủ lĩnh cho em xin năng lượng để em quyết chiến cao cấp ạ. À, tháng này cao cấp đúng không? Yes. À, năng lượng của sự tập trung, phải tập trung cao độ. Bởi vì khi tập trung ấy, mình nhìn thấy cái ánh đèn laser không? Đúng không nào? Đấy, cái ánh đèn laser khi mà năng lượng nó tập trung vào, nó có thể xuyên thủng và nó có thể đốt được rất nhiều thứ. Hay là cái thấu kính hội tụ ấy. Khi mà cái thấu kính đấy nó hội tụ ánh sáng, ánh nắng mặt trời vào, nó có thể đốt cháy giấy. Thế thì để có thể đạt được mọi mục tiêu, từ khóa quan trọng là sự tập trung cao độ. Và mình tập trung cao độ và hướng dẫn đồng đội của mình tập trung cao độ, tập trung vào mục tiêu, mắt nhìn thẳng vào mục tiêu, tập trung vào mục tiêu. Và cứ mắt nhìn thẳng vào mục tiêu và tập trung vào hành động, action. À, thì kiểu gì cũng sẽ đích. Yes.
trên hành trình đi không hái hoa bắt bướm, đúng không? Không dừng lại nhặt đá ném chó sủa bên đường, ven đường. Việc của mình là tập trung vào mục tiêu. Yes. Không thấy gì luôn ạ, không thấy gì ở ven đường hết, mà em chỉ có tập trung vào mục tiêu thôi ngày hôm nay ạ. À, ok. Cũng xin năng lượng từ thủ lĩnh và các anh chị em để tặng em xin đích cao cấp. Yes, ở bên em bên cạnh đó là tất cả những nắm những cái chương trình, ví dụ mùng 6 tháng 6 đào tạo online cho K6, đúng không? Xem ai là người quyết định có mặt tại chương trình đấy trong đội của mình. À, ai là người quyết định có mặt tại chương trình đó. À, thì sau đó lập kế hoạch và giúp cho họ, giúp cho các tư vấn viên mới từ K4, K5 có mặt tại chương trình đào tạo K6, đúng không? Cách nhanh nhất để có thu nhập chính thức số. Và khi đưa họ có mặt ở đấy là mình xuyên mục tiêu thôi. Ok ạ. Cảm ơn thủ lĩnh ạ. Hàng ngày nói về online camp cho K6. Một ngày em phải nói được ít nhất 100 lần cho các tư vấn viên của mình. Gieo vào đầu cho đến khi nào họ bảo đó là cái gì, thu nhập 9 chữ số là như thế nào, trong bao nhiêu lâu mình cần có mặt ở đấy, em sẽ thành công. Yes. Rồi, cảm ơn thủ lĩnh ạ. Ok, cảm ơn Thu Hằng. Đấy, cả nhà thấy không? Thủ lĩnh cũng vẫn có câu hỏi bình thường. Đấy, cho nên là... Rồi, một câu hỏi nữa. Nãy có thấy bạn nào mà nói tôi ấy, mà sóng yếu yếu. À, nếu như anh chị em chúng ta không có... Tôi lĩnh... Ngọc hả? À, Ngọc lại muốn lên chuyên nghiệp hay sao? Yes. Nghe rồi, muốn gọi anh cho em năng lượng của anh tháng nào, tháng này em xin tích K8. Tiên là cái chắc tháng trước Ngọc nói với Cường là gì, không biết là có đủ 10.000 để đi chạy lãnh đạo hay không. Đúng không? Thế anh nói với em là ấn định 15.000. Chính xác luôn. Đúng không? Ấn định 15.000 thế về gần 15.000 hả? Dạ. À, thế cho nên là từ 15.000 lên 20.000 điểm nó chuyện đơn giản. Tập trung cao độ hơn, đúng không? Đấy, đưa mọi người có mặt trong chương trình mùng 6 tháng 6, hàng ngày nói về nó. Hàng ngày nói về nó, nói với tất cả cái đồng đội, những cái người đang làm việc một cách nghiêm túc ấy, cứ cách làm nào để nhanh nhất có thu nhập 9 chữ số, cách làm nào để nhanh nhất có thu nhập 9 chữ số, cách làm nào để nhanh nhất có thu nhập 9 chữ số, có mặt ngày mùng 6 tháng 6, cách làm nào để nhanh nhất có thu nhập 9 chữ số, làm nào để vào trường học đại bàng, đúng không? S69 Dream Team. À, đấy. Mùng 6 tháng 6. Thế thôi. Anh biệt danh là phù thủy rồi, tới này anh ấn định cho em mà tháng này là K8 ấn, là ấn định tháng này K6 25.000 điểm. K8 25.000 điểm. Yes. Yes. Ok. Rồi, chúc mừng Ngọc Ngọc và chúc cho cả nhà có bữa trưa ngon miệng, chúc cho cả nhà cuối tuần vui vẻ. Chúng ta nhớ là thực hiện 5K theo Bộ Y tế để chúng ta phải bảo vệ mình cũng như là bảo vệ đồng loại, đúng không? Đấy, và Sibri thì chúng ta có Immunobox, có Novomin, có kẽm, có Selen, có Vitagermanium, là những cái sản phẩm nâng cao miễn dịch cực tốt. Bên cạnh đó, siêu vitamin hay Neurovision cũng nâng cao sức khỏe và nâng cao miễn dịch rất tốt. Tự mình phải tăng cái sức đề kháng cho mình. Đấy, và cho những người thân yêu của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em. Chúc cho cả nhà cuối tuần vui vẻ. Nice weekend. Yeah. Xin chào, tạm biệt. Rồi, tạm biệt cả nhà. Bye bye. Thủ lĩnh quốc tế ạ.